5 điều không thể thiếu khi apply remote job ở nước ngoài giúp cho các bạn tăng tỷ lệ thành công lên gấp nhiều lần. Thì khi apply ở nước ngoài, không phải ai cũng biết các bạn là ai, cho nên các bạn cần chuẩn bị rất là kỹ càng. Thứ nhất, đó là tiếng Anh về chuyên ngành, không phải là chứng chỉ nha. Các bạn phải tự tin để có thể phỏng vấn và thuyết trình được một bài thuyết trình ngắn từ 10 đến 15 phút một mình các bạn. Thứ hai, đó là cái cover letter. Rất là nhiều người quên cái chi tiết này, nhưng cái cover letter sẽ thể hiện được tại sao bạn muốn apply vào cái job này và những cái thứ khác bạn không thể hiện được trên CV, thì cover letter sẽ là thứ giúp cho bạn. Thứ ba, đó là portfolio. Rất là nhiều người nghĩ rằng chỉ có designer mới cần portfolio, nhưng những các bạn làm marketing, làm event, làm finance, làm logistics đều tham gia rất là nhiều dự án khác nhau. Contribution của các bạn và cái kết quả các bạn đã làm được như thế nào, thì đây là những cái thông số rất là giúp ích cho các bạn khi các bạn thuyết trình và phỏng vấn. Thứ tư, đó là LinkedIn profile. Các bạn cần thể hiện được là mình có sự kết nối với community, với ngành và nghề của các bạn như thế nào thông qua với những cái tương tác của bạn trên LinkedIn. Và cuối cùng đó chính là reference letter, thư giới thiệu. Thư giới thiệu này có thể đến từ sếp của bạn nè, đồng nghiệp, đối tác. Hãy nhờ họ viết cái thư giới thiệu cho bạn để mà highlight được những cái kỹ năng của các bạn. Do đó